Uống đi. Kinh nhỉ. Uống được không đây? Nhiều tôi không uống được. Chừng mấy chén thì vô tư mà. Anh Lâm này, tôi biết thừa là anh đang không vui. Anh giận Bách với Nhiên đến thế cơ à? Hai con người này đã phá vỡ mọi thứ. Tôi còn đang nghĩ đến chuyện giải tán cái homestay bao nhà đấy. Homestay vẫn đang có khách mà. Chỉ là không nhiều quá thôi. Tại sao lại giải tán? Chuyện này bây giờ còn ý nghĩa gì nữa? Cô có biết Ba La Nha là gì không? Là bộ ba Bách Lâm Nhân. Bây giờ bộ ba này không còn nữa. Đến nhìn mặt nhau còn không nhìn nổi nữa. Thì thôi tốt nhất là nên giải tán hết đi. Tôi nói thật nhé, anh quá là cực đoan ấy. Cô nói thế có nghĩa là cô cũng ủng hộ mấy người đấy à? Tôi chẳng ủng hộ ai cả. Tôi chỉ ủng hộ mọi người sống theo cách mà mọi người muốn thôi. Nhiên lớn rồi, chứ có phải sữa đâu. Thế thì cô không hiểu rồi. Tôi này là anh trai con Nhiên, đương nhiên là tôi sẽ không muốn nó lựa chọn sai rồi. Anh hãy cứ để cái Nhiên nó sai đi. Khi mà nó đối mặt với cái sai ấy, thì nó mới tự hiểu ra được. Cô cũng phải hiểu ấy, là có những chuyện không thể nào mình mạo hiểm được. Như tôi đây này, tôi luôn nghĩ là bản thân mình đúng, tôi yêu đúng người, và chắc chắn là tôi sẽ lấy đúng người. Mà không chỉ có mình tôi nghĩ như thế đâu, tất cả bạn bè của tôi đều bảo là tôi may mắn khi tôi yêu được hắn ta. Mọi người đều bảo như thế thì đáng ra nó phải đúng là như thế đúng không? Chúng tôi sắp kết hôn thì anh ta bỏ đi mất, bỏ lại một mình tôi với cái thai trong bụng. Anh ta bảo với tôi là anh ta chỉ đi một tuần thôi, rồi anh ta sẽ về. Nhưng mà rồi anh ta đi luôn. Tôi cứ chờ, tôi cứ chờ anh ta mãi, nhưng mà anh ta không về nữa. Thế nên tôi đã sai ở đâu? Tôi đã sai ở đâu hả anh Lâm? Cái thằng đấy chắc chắn là một thằng không ra gì. Cô đừng có tự trách bản thân mình như thế. Bố mẹ tôi đặt tên tôi là Bảo Ân, tức là niềm vui của gia đình. Nhưng mà mẹ tôi mất trong lúc sinh tôi, còn bố của tôi thì cũng mất sau đó vì quá đau buồn. Thế nên mẹ tôi, thế là mẹ tôi đã sai rồi đúng không? Mẹ tôi đã sai khi sinh ra tôi rồi đúng không? Thực ra ấy, đúng hay sai thì chỉ có tương lai mới biết thôi.